Chuyến bay từ côn đảo của hãng Vasco đã được gập 6 ghế, lắp cán để phục vụ một hành khách cao tuổi từng bị tai biến không thể ngồi ghế như khách thông thường về thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 10. Đại diện hãng cho biết chuyến bay mang số hiệu 0V8058 cất cánh lúc 11:37 từ côn đảo và hạ cánh an toàn ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12:15. Nữ hành khách gần 90 tuổi có nguyện vọng rời côn đảo để trở về quê hương. Tuy nhiên, do từng bị tai biến, đi lại rất khó khăn và không đảm bảo sức khỏe để ngồi trong suốt hành trình, nên vị khách có nguyện vọng nằm cán trên máy bay. Đồng thời, do vấn đề sức khỏe, hành khách đã chờ đợi cho đến khi đường hàng không khôi phục sau giãn cách mới có thể trở về quê hương. Để phục vụ hành khách đặc biệt này, các kỹ sư đã lắp đặt cán trên máy bay. Một chiếc cán lắp trên máy bay sẽ sử dụng vị trí của 6 chiếc ghế. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy bay, cán kèm theo rèm che được lắp đặt tại khu vực đuôi máy bay, đó là vị trí tốt nhất trên tàu ATR-72 để tạo không gian dễ chịu nhất cho người nằm cán. Phía Vasco thông tin thêm, từ năm 2015 đến năm 2020, trung bình mỗi năm Vasco thực hiện gần 20 chuyến bay lắp cán chở khách. Các chuyến bay lắp cán thường có nhiệm vụ chính là chở người dân ở đảo đi cấp cứu. Vasco có chính sách riêng để hỗ trợ vận chuyển cấp cứu bệnh nhân từ côn đảo đến thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Hiện Vasco đang khai thác các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và côn đảo với tần suất 2 chuyến khứ hồi một ngày, giữa Cần Thơ và côn đảo với tần suất 1 chuyến khứ hồi một ngày. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.